quan múa rất hay. Con đã được xem thầy quan múa rất nhiều rồi, bài nào con cũng thích. Từ những người như vậy thì phải luyện tập thường xuyên, phải có tâm huyết với nghề. Những nghệ nhân như vậy thì mới đại diện cho Bắc Hạn tham gia các cái chương trình lớn. Là buồn đối với tôi. Lúc đó đi học như tôi là ở trong làng tôi rất là ít. Tuy nhiên có một số đang học ở đến lớp 2, lớp 3 cũng phải bỏ dở vì bố mẹ nghĩ rằng là học về cũng chẳng giải quyết được gì. Những ngày Tết, ngày chợ thì họ cũng không nghĩ đến cái chuyện thổi múa khen, hát giao duyên. Và họ còn đi xem những cái băng đĩa, những cái hình, ghi hình video tuyên truyền theo đạo. Tôi nghĩ là cái đấy nó là chỉ là một cái mơ hồ, nó không, tất nhiên nó cũng có những cái điểm tốt của nó, trong đó có điểm xấu. Nhưng mà theo đạo hầu như là bỏ tổ tiên, bỏ cái nét bản sắc của người Mông, thật là buồn, buồn lắm, tôi thấy buồn lắm á. Tôi nghĩ là làm thế nào để mình phải làm thế nào để mà bà con nghĩ rằng là cái bản sắc của người Mông có giá trị như thế nào. Và từ đó tôi bắt đầu học khen, vừa đi dạy vừa học khen. Ban đầu học thổi múa khen rất là khó, không chỉ rất khó mà cực kỳ khó luôn. Tôi học, nhiều lúc tôi cảm thấy mình học đi học lại không được, chán nản lắm. Tôi định bỏ rồi, nhưng nghĩ trong đầu mình, tại sao mình lại bỏ được nhỉ? Học chữ kinh, học làm thầy giáo còn học được, huống chi là học cái khen này là cái tiếng khen của dân tộc Mông mình. Đúng là cái tiếng của mình, mà mình lại không thổi, không học được thì còn ra cái gì nữa. Thế là tôi quyết học bằng được. Mặc dù bận lên lớp cả ngày rồi tối về mới soạn bài, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng học thổi múa. Ban đầu thổi múa rất là khó, cực kỳ khó luôn. Vì không có thời gian, cho nên là vợ con mình xem tôi làm thì cũng thương lắm. Và cũng bảo là thôi, đi dạy rồi thì thôi. Nhưng tôi nghĩ là không thể thế được. Vì mình là người có học, có trình độ. Mình đi dạy cho mọi người thì cũng là dạy chứ cho mọi người. Dạy cách làm người, cách sống. Cho nên bảo tồn bản sắc văn hóa của mình là một cái, tôi nghĩ như là một cái nghĩa vụ của mình phải làm. Cho nên là tôi cố gắng để chứng tỏ rằng là nét văn hóa độc đáo của người Mông có tầm quan trọng, vô giá và cần được lưu giữ và bảo tồn mãi mãi. Tôi bắt đầu học thổi trước. Học thổi rất là khó luôn. Học tôi cũng chán nản lắm. Học đi học lại vẫn không học được. Qua một quá trình 2 năm trời tôi mới thổi được. Và kết hợp múa thì tôi cũng phải tập đi tập lại, tập đến khi mình thấy chán, mình thấy khó quá, nhưng tập dần rồi cũng quen và tôi cũng đã làm được. Mỗi khi gặp các nghệ nhân, tôi luôn hỏi về các động tác múa và được nghe họ kể về các động tác múa như là thổi múa quay vòng này, quay vòng tại chỗ như là tọt canh này, rồi là thổi múa gác chân này, tức là gác chân lên khen ấy, rồi là đấy là hải lục mông là tờ canh gà chề, rồi là thổi quay vòng ba góc thuốc canh bê chề, rồi thổi lộn canh rìm phao, thổi múa lăn canh đạp có nhu, thổi quay trên cọc buộc bò thuốc canh chứ nhu, thổi duỗi chân thuốc canh theo lầu, rồi là thổi khen đưa hai chân lên cao như là canh chà chề, thổi khen trên dây, đi trên dây ấy. Tôi cũng đang học và đang tập làm sao để đi được. Đó là chốt canh hải lục mông, là chốt canh tàu hứa nhục. Tôi thổi đi theo dấu chân bò, chốt canh tàu nhu nánh. Rồi là thổi múa lật chân, lật bàn chân ấy, chốt canh đánh tơ, múa vó khen. Múa vó khen ở đây thì cũng thổi ít thôi. Đa số là chủ yếu là múa, thỉnh thoảng mới có thổi một tí hải lục mông này, canh tàu tè. Và ngoài ra
còn có chuyên thuyết thổi khen bước trên miệng chảo hài lồng hông này canh tàu từ gì à? Qua các nghệ nhân kể về nhà tôi lại mày mò tập khổ luyện rồi sưu tầm thêm các động tác thổi múa khen hiện đại của những người Mông các tỉnh bạn như là Lào Cai, Hà Giang, một số nước bạn như Trung Quốc, Lào và các động tác như đá chân, ngồi lên vai, đứng trên vai, ngửa lên lưng người khác. Đối với các động tác ấy, thì các nghệ nhân hồi xưa trẻ còn múa được nhưng về già ấy, thì các động tác đó rất là khó vì sức khỏe có hạn cho nên là các nghệ nhân cũng không còn thể hiện được nữa và có hướng là lãng quên dần. Và tôi quyết tôi phải luyện bằng được những cái động tác đó trong khi mình vẫn còn sức khỏe vẫn còn múa được, vẫn còn thể hiện được. Mới đầu tôi chỉ thổi múa trong làng, dần dần tôi được các cơ quan cho đi giao lưu văn nghệ quần chúng trong ngành giáo dục, rồi về sau được các cơ quan mời đi tham gia giao lưu văn nghệ quần chúng các cấp, từ cấp xã, cấp huyện, rồi là cấp tỉnh, rồi đi giao lưu với tỉnh bạn về tài năng diễn xuất của các bạn bè bốn phương, thì tôi cũng được học hỏi rất là nhiều, tôi thấy rất là hay. Tôi cũng đang sưu tầm và cũng đang học thêm các cái động tác, các cái điệu múa của các tỉnh bạn. Cái đợt đi biểu diễn ở Hội Người Mông ở Hà Giang, mặc dù các dân tộc Mông ở khắp nơi về tập trung, họ mỗi người có một cái điều kiện và cái cuộc sống nó có thể khác hơn một chút, nhưng họ đều là rất yêu tiếng khèn. Và ở đó là cái tôi học được rất nhiều cái quý báu của họ. Tôi thấy họ múa cũng rất là hay, nhưng tôi không biết tại sao mình cũng cố gắng lắm, mình nghĩ là phải làm thế nào để làm được như họ. Và thành công của tôi đó là đã được Bộ Văn hóa công nhận rằng tiết mục của tôi và cháu Quang đã đạt giải A, đem về danh dự về cho người Mông Bắc Cạn và cũng nền văn hóa của địa phương Bắc Cạn. Hiện nay tôi thấy hài lòng và tin tưởng vào tương lai cộng đồng người Mông. Chúng tôi sẽ gìn giữ và đem lại được những bản sắc văn hóa độc đáo của người Mông mình, có thể ngang tầm với bản sắc văn hóa của các dân tộc khác, không chỉ trong nước mà cũng có thể sánh vai được với các nước bạn. Tuy rằng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn chúng tôi còn có người Mông theo đạo, nhưng ở thôn Bản Nghè Cổ Linh chúng tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên, thì lại có nhiều người biết thổi múa khèn Mông và bản sắc độc đáo của người Mông. Các phong tục tập quán, những hủ tục quá lạc hậu chúng tôi không còn dùng nữa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn giữ cái bản sắc của mình, nhưng những cái hủ tục lạc hậu thì chúng tôi lại và tốn kém chúng tôi lại bỏ đi. Giờ đây thì chúng tôi đã thành lập được một câu lạc bộ riêng cho địa phương của mình. Đó là câu lạc bộ nằm ở thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn. Và câu lạc bộ đang hoạt động rất là tốt, chính là câu lạc bộ khèn Mông. Và nay tôi đã truyền dạy cho được một cháu Hoàng Văn Quang, là người đã được tôi chỉ dẫn thổi múa khèn rất xuất sắc và đã từng cùng tôi đi tham gia giao lưu ở một số nơi, đạt thành tích cao, đem về cho tỉnh Bắc Cạn, danh dự cho tỉnh Bắc Cạn và cũng là danh dự cho người Mông của Bắc Cạn. Em học khèn với thầy Lý Hồng Quân từ lúc em 10 tuổi và bây giờ cũng được hơn 5 năm rồi. Sau khi thấy thầy biểu diễn ở rất nhiều nơi như là ở các ngày hội chợ Sơn, em rất thích nên em đã hỏi thầy và học bằng được. Cháu Quang thực sự là một người có năng khiếu. Cháu mới đầu học cũng khó lắm, nhưng tôi dạy đi dạy lại và cháu cũng làm được. Lúc đầu học thì cũng học rất khó và rất nhiều động tác nên cũng học rất khó. Đầu tiên là thầy dạy cách múa, quỳ, lăn lộn và trồng chuối và còn rất nhiều động tác khác nữa. Cháu
thực hiện được những cái động tác múa và thổi ngang tầm với thầy rồi. Em rất mong muốn là bảo tồn tiếng khèn của người Mông và em hứa em sẽ cố gắng học khèn và múa khèn thật tốt. Tin tưởng rằng cháu sẽ là một tương lai, là một người nghệ nhân tuyệt vời của người Mông. Không chỉ có Quang mà nhiều bạn trẻ người Mông bây giờ đều thích học thổi khèn và múa khèn. Đó là điều mà tôi mừng nhất. Hơn sau 10 năm tôi đi thổi và múa khèn cho đồng bào mình xem, họ đã nhìn thấy nét đẹp, độc đáo và giá trị văn hóa của dân tộc mình. Bây giờ nhiều bạn thanh niên đã gặp tôi và hỏi tôi mua khèn về để học thổi, học múa, trong đó có cả những bạn đang theo đạo. Tôi vui lắm, thực sự bây giờ tôi rất là vui, mặc dù chưa biết họ sẽ thổi khèn bằng cách gì, múa như thế nào. Và tôi thấy mình đã có một chút công sức cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mông. Và tôi khuyên các bạn rằng các bạn có thể mở rộng tầm nhìn của mình ra xã hội, có thể học bất kỳ với ai, nhưng hãy nhớ rằng học cái hay của họ chứ đừng có nhặt cái xấu của họ. Những cái đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến, có thể làm dẫn dắt mình vào con đường sai trái, vi phạm pháp luật. Mình sống ở đâu, âu đó, và sống và làm việc theo mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ai cũng bảo tiếng khèn ngấm sâu vào máu thịt người Mông. Khi buồn, khi vui, chúng tôi đều mang khèn ra thổi, gửi cả tâm tư, tình cảm của mình vào tiếng khèn. Người già trong bản vẫn bảo giữ tiếng khèn là giữ bản sắc của dân tộc Mông. Những thế hệ người Mông kế cận, trong đó có tôi, Quang và nhiều bạn thanh niên khác vẫn luôn nhắc nhở hãy là những chàng trai Mông thổi khèn hay, múa khèn réo để nhận được sự quý mến, nể phục của nhiều người. Tiếng khèn là phần hồn của người Mông. Và tiếng khèn, giữ được tiếng khèn cũng là giữ được cái bản sắc độc đáo và rất là quý báu của người Mông. Đó là một cái điều mà các bạn nên giữ. Và tất cả những người Mông, không chỉ những người Mông ở chúng tôi, mà ở nơi chúng tôi, mà những người Mông ở nơi khác, các bạn cũng phải nên giữ gìn, đừng để nó mất đi.